Thưa quý vị, những ngày qua, nhiều thông tin phản ánh tại khu vực đập dân Vũ Quang một hàng mục được đầu tư 230 tỷ đồng thuộc dự án Thủy lợi Ngàn trươi Cẩm Trang Hà Tĩnh xuất hiện nhiều vết nước nẻ đã gây lo lắng cho người dân sống dùng hạ du Tuy nhiên, người dân có thể yên tâm vì cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra và xác định những vết nước này không ảnh hưởng đến chất lượng công trình Theo ghi nhận tại đập dân Vũ Quang hiện trên thân đập này có xuất hiện 10 khe lúng trải dài trên toàn đập Tuy nhiên, chủ đầu tư cho biết, những khe lún này được bố trí có chủ đích trên bề mặt công trình nhằm đảm bảo an toàn cho hồ đập, chứ không phải là vết nứt. Khi bảo nếu đưa tịt về tới cái hình ảnh, có một cái hình ảnh, nó có một cái vết đen chảy dài từ bên này đập sang bên cái đập, thì điều đó đã làm cho bạn đọc hiểu nhầm là cái vết nứt thân đập. thực chất đó là cái đường dây điền nó được thi công trong quá trình thi công. Thứ hai, cái ý thứ hai nữa là có cái ý tức là có vết nứt từ đỉnh đập xuống chân đập, thì thực chất đó là cái khe lún của công trình. Là công trình nó cắt cho nó để nó có giảm trong quá trình vận hành. Ngoài những vị trí khe lúng, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện trên bề mặt thân đập có một số vị trí xuất hiện vết trạng nước nhỏ. Cục Quản lý Xây dựng Công trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã giao kiểm tra các vết nước này và đưa ra kết luận ban đầu. Các vết nước này xuất hiện do hiện tượng co ngót, tỏa nhiệt của bê tông gây ra. Điều này hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Có nít lan ran ở trên mà trên thân đập ấy là không phải là đó là vết nít mà cái này là tỏa diệt của bê tông và có sự có ngọt của bê tông và hẳn có những cái 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 rắn 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 bằng sợi tóc thôi. Cái cái này thì không không ảnh hưởng gì không không sâu và không ảnh hưởng đến chất lượng. Mặc dù chất lượng công trình chưa bị ảnh hưởng bởi những vết nứt, tuy nhiên Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công cần phải thường xuyên theo dõi thân đập để có biện pháp xử lý kịp thời trước khi đưa vào vận hành.